Xin thưa là như thế này, trong cái thư gửi đến cho các bạn thì nó có cái phần thứ nhất đó là thông tin về tình hình thị trường sách trong quý một, trong 4 tháng đầu năm đó, đó chính là 4 tháng đầu năm 1, 2, 3, 4 năm 2015. Cái việc thứ hai là phổ biến cái điều lệ của hội, cái việc thứ ba đó là xin góp ý kiến cho cái bản quy chế quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản Việt Nam do chủ tịch hội Đỗ Bí Dọn ban hành để lấy ý kiến để mà chính thức ban hành, và cái phần thứ tư là những vấn đề còn bất cập, những vấn đề còn khó khăn trong cái quá trình hoạt động xuất bản kiến nghị. Thì thưa các anh chị, thưa các bạn, là tôi xin phép là được trình bày trước về cái điều lệ và xin ý kiến về quy tắc đạo đức, và vì cái phần này thì nó cũng hơi gấp để mà sớm chỉ ra cho Hà Nội để nó sớm hoàn thành cái quy tắc đạo đức, xin trình bày trước là lấy ý kiến trước. Còn cái phần thảo luận đấy thì chúng ta có thời gian thầu lại, chúng ta nhận đến phần đó sau cùng. Thì trên tay đây các bạn có cái quyển điều lệ của hội. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu một số những cái nét chính của cái điều lệ hội. Thì cái điều lệ hội thì có 7 chương, 26 điều. Và cái điều lệ này được ban hành vào năm 2015. Sau khi có cái quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành điều lệ của hội xuất bản Việt Nam. Thì cái tên gọi của hội là Hội xuất bản Việt Nam. Về cái tôn chỉ mục đích là điều 2 đó, thì ở đây tôi xin đọc đầy đủ. Hội xuất bản Việt Nam, sau đây gọi tắt là hội, là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm công tác xuất bản, phát hành sách và các lĩnh vực liên quan, tự nguyện đóng góp trí tuệ, sức lực nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc xây dựng và không ngừng phát triển sự nghiệp xuất bản của Việt Nam. Ở đây trong cái tôn chỉ mục đích đó, thì các chị chú ý là nó có cái điểm này, tức là cái phạm vi hoạt động đó là công tác xuất bản phát hành sách. Trước đây đó là hồi tôi nhớ hồi 2001 thì nó có cả in trong này, nhưng bây giờ in nó tách ra để nó thành lập cái hiệp hội in Việt Nam. Thật ra như vậy thì trong cái hội của chúng ta là nó chỉ có cái phần gọi là xuất bản và phát hành. Đây, ngày xưa mình nói xuất bản là còn bán không, nhưng bây giờ thì như cùng xuất bản đó, thì cũng phải gọi là cùng là xuất bản in ấn và phát hành. Đấy, như vậy thì cái chỗ này thì lý do thì tôi không hiểu, tại vì còn quá trình có thời gian tôi cũng gắn, nhưng tôi nghĩ chắc là nó cũng có cái lý lẽ của nó, tại vì cái khâu in đó mà thực sự đó nó chỉ có khoảng chừng 30% trở lại là nó gắn với cái hoạt động của gọi là sách, còn 7% thì nó là một cái công nghệ mà nó phục vụ cho hàng hóa quý, ví dụ in bao bì, in hộp, in các cái, thì cái đó thật ra cũng có lẽ là lý do như vậy, tôi nghĩ thôi chứ còn cũng không biết có phải đó lý do chính không, nhưng mà cái in họ cũng có cái lý lẽ thì họ tách ra như vậy. Thì như vậy thì căn cứ trên cái tôn chỉ mục đích đó, thì tôi thấy rằng như vậy là chúng ta có thể hiểu được 5 nội dung sau đây. Một, hội là cái cơ quan là làm cái tổ chức để bảo vệ quyền lợi hội viên, đó là một cái nội dung thứ nhất. Thứ hai, hội là cái tổ chức góp phần phát triển sự nghiệp xuất bản. Thứ ba là hội là một tổ chức góp phần cho các vấn đề tiến bộ nghề nghiệp. Tiến bộ nghề nghiệp ở đây tức là đào tạo, bồi dưỡng các cái chuyên đề, các cái nội dung hoạt động nhằm giúp cho cái nâng cao cái trình độ, nâng cao cái tiến bộ nghề nghiệp của những người làm trong cái lĩnh vực xuất bản.
cái nội dung thứ tư đó là phát triển cái văn hóa đọc, tức là góp phần làm cho cái việc đọc sách ở trong nhân dân, ở trong quần chúng nó ngày càng tốt hơn. Và cái thứ năm đó là phản biện đóng góp xây dựng các chính sách, các cái công tác quản lý nhà nước, các cái chính sách được ban hành, trước khi được ban hành cũng như sau khi được ban hành, thì hội và đại diện cho hội viên để mà phản biện góp ý để mà góp phần hoàn thiện cho các cái chính sách đó. Thì tôi nghĩ rằng khi mà nói vô cụ thể đó, thì nó có năm cái nội dung như vậy trong cái câu chuyện của hội. Tôi xin lướt qua cái điều 3, lướt qua cái điều 4, cái này các chị đọc thêm, và điều 5 thì cái này nó cũng là những điều có tính nguyên tắc. Về cái chương 2 đó là cái trang số 2 đó các chị, thì nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của hội, thì cái điều 6 đó thì nhiệm vụ của hội là có 7 điều. Thứ nhất là tập hợp đoàn kết những người làm công tác xuất bản, các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất bản nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp xuất bản Việt Nam. Thứ hai là tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân quan tâm đến hoạt động xuất bản, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xuất bản ngày càng phát triển. Thứ ba là đề xuất phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương của đảng và của nhà nước về công nghệ, khoa học quản lý và nghiệp vụ xuất bản. Thứ tư là phổ biến huấn luyện kiến thức khoa học về nghiệp vụ xuất bản cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật, vận động hội viên ứng dụng những tiến bộ về khoa học, công nghệ và quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ năm là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, các tổ chức của hội và các tác giả khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật. Thứ sáu là mở rộng hợp tác với các tổ chức xuất bản và phát hành sách nước ngoài theo quy định của pháp luật và quan hệ quốc tế. Thứ bảy là phát triển hội viên. Thì đó là cái 7 cái nhiệm vụ của hội. Còn quyền của hội đó là điều số 7 đó, thì nó tới 13 cái quyền. Thì 13 cái quyền này thì chắc các chị đọc thêm ở trong đó. Thì nó cũng là những cái để thực hiện cái công chuyện mục đích, thì nó có 13 cái quyền mà để hiện nay. Cái điều số 8 đó là nghĩa vụ của hội. Cái nghĩa vụ của hội thì nó cũng có những cái điều đấy, có những cái điều. Thì trong cái nghĩa vụ của hội đó, những điều thứ chín các anh chị là xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội. Và thì như vậy là cái điều thứ chín là hôm nay sẽ bàn cái xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội đó. Cái điều thứ chín thì tôi xin nói cụ thể thêm, tức là trang 5 các anh chị, điều thứ chín thì tiêu chuẩn hội viên, điều kiện gia nhập và thủ tục khai trừ hội viên. Thì ở đây đó thì chúng ta ngồi ở đây là chúng ta là sẽ trở thành là những hội viên chính thức. Hội viên chính thức thì hội viên chính thức ấy, thì nó có là hội viên tập thể và hội viên cá nhân. Hội viên tập thể là cơ quan tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách và các lĩnh vực liên quan, được thành lập hợp pháp, tác thành điều lệ hội và tự nguyện gia nhập hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của hội. Đó là hội viên tập thể. Còn hội viên cá nhân đó là công dân Việt Nam đã hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách và các lĩnh vực liên quan, tán thành điều lệ hội và tự nguyện gia nhập hội đều có thể trở thành một hội viên chính thức của hội. Thì đó là hội viên cá nhân. Còn hội viên liên kết và hội viên danh dự thì các chị đọc thêm, thì cái này nó cũng phải chúng ta đã được cái này. Về cái tổ chức hội đó thì các chị xem, thì ở đây cái tổ chức hội thì tôi xin nói thêm một chút, trong này nó dài nhưng tôi thấy cũng nên gói gọn lại đó. Thì thứ nhất đó là cái đại hội của hội xuất bản Việt Nam, đó là cái cấp cao nhất. Và đại hội đó thì tổ chức 5 năm một lần, đấy. Ở dưới cái đại hội đó thì nó có cái gọi là ban chấp hành hội xuất bản Việt Nam. Thì ban chấp hành hội xuất bản Việt Nam là do đại hội bầu ra, đấy, đại hội bầu ra. Và trong cái ban chấp hành đó thì ban chấp hành sẽ bầu ra ban thường vụ hội và cơ quan thường trực của hội. Thì
ban thường vụ hội là gồm có chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên thường vụ. Thì đó là cái về mặt tổ chức thì nó cũng giống như các tổ chức đoàn thể khác, chứ nó cũng không có cái gì khác. Thì các chị đọc thêm được đó. Thông qua cái trang chính đó các chị, cái chỗ điều 18 là liên chi hội. Cái chỗ này là thì nó lên khác cái hiệp hội im Việt Nam, tức là hiệp hội im Việt Nam là cái cấp toàn quốc, nhưng ở dưới hiệp hội im Việt Nam thì nó có cái hội im thành phố Hồ Chí Minh. Tức là hiệp hội im Việt Nam thì do dòng là chủ tịch, còn hội im và hiệp hội im Việt Nam thì do dòng là chủ tịch, còn hội im thành phố Hồ Chí Minh thì cái nhiệm kỳ vừa rồi là do anh Tròn làm chủ tịch, là làm Tuấn mới đại hội cho đây nửa tháng đó, thì là Tuấn. Còn riêng chúng ta đó, trong cái điều lệ này thì riêng chúng ta thì chúng ta không có cái hội xuất bản cấp thành phố. Cái cấp đó nó không có, tức là hội trung ương rồi xuống tới là chi hội cơ sở, chứ không không có cái hội cấp thành phố. Nhưng cấp thành phố đó, hay cấp thành phố hay là trong một ngành với nhau, trong những người cùng một ngành với nhau như ngành phát hành hay là ngành xuất bản thì có thể thành lập liên chi hội. Nhưng liên chi hội không phải là một cấp, nó chỉ là cái sự được phép kết nối lại. Các chi hội sẽ bầu ra liên chi hội trưởng, các liên chi hội phó, để cái sự kết nối đó tạo cái mối kết nối để cho cái hoạt động ở trong cái địa bàn đó, hoặc là ở trong cái ngành đó, cái lĩnh vực đó, ví dụ lĩnh vực phát hành hay lĩnh vực xuất bản thì nó được thuận lợi. Chứ còn đây nó theo điều lệ này thì nó không có cái cấp của thành phố. Do vậy vừa rồi thì các anh chị nói là tại sao thành phố mình thành lập cái hội xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, thì đứng về mặt điều lệ thì chúng ta không làm được, tại vì cái điều lệ chung vậy nó quy định. Mà cái điều lệ này được ban hành bởi Bộ Nội vụ thì tức là đứng về mặt pháp lý, tức là quy định nhà nước thì nó là cái quy định pháp luật đây. Tại chúng ta sẽ là không thể xin được thành lập cái hội thành phố là vậy. Nếu sau này chúng ta thấy rằng là cần phải có cái sự liên kết ở thành phố này thì chúng ta thành lập cái liên chi hội. Còn nếu như vừa rồi thì trong các thành viên các thành ở phía Nam ấy, thì cũng thống nhất với nhau là như thế này thôi, chúng ta chưa thành lập liên chi hội gì hội, mà cứ mọi hoạt động nó xoay xung quanh cái văn phòng đại diện phía Nam của họ. Thì văn phòng đại diện phía Nam của họ thì hiện nay thì đứng về mặt mà chính thức thì chủ tịch đã có cái giấy quyết định tôi là chủ đại diện văn phòng. Vừa rồi thì các cái thành viên phía Nam chúng tôi cũng đã có cái đề nghị là có bổ sung thêm hai thành viên tham gia vào ban lãnh đạo của văn phòng phía Nam, đó là Nguyễn Vũ Cứ và anh Vũ Đình Thân. Thì chúng tôi cũng đã có văn bản gửi ra ngoài đó, thì ngoài trung ương đấy thì các anh sẽ chúng tôi cũng xin nói thêm là trong thời gian vừa rồi thì các ủy viên ban hành phía Nam chúng tôi có họp lại, và trong năm thành viên thì chỉ còn một người bắc, còn bốn thành viên còn sáu thành viên thì chỉ còn một người bắc, còn lại năm thành viên thì chúng tôi thống nhất đề cử bổ sung thêm vào ban chấp hành để tăng cường cái hoạt động ở phía Nam. Thì gồm có các đồng chí gồm có các anh chị ở đây, một là anh Nguyễn Vũ Hoàng, tổng giám đốc của công ty văn hóa phương Nam, hai là anh Lê Minh Nhật, anh Nguyễn Minh Nhật là giám đốc của nhà xuất bản trẻ, ba đó là anh Nguyễn Văn Châu là giám đốc của công ty sách thiết bị giáo dục Cửu Long ở Cần Thơ, bốn đó là anh Vũ Đình Thân là giám đốc của công ty Nha Phủ, năm đó là anh Đỗ Thành giám đốc của công ty Việt. Thì năm và sáu chứ tôi xin lỗi, tức là sáu người là tiến sĩ Thanh Việt, là một cán bộ nguyên là giám đốc nhà xuất bản trẻ, và bây giờ thì người cũng đưa, tiếp tục hoạt động của mình đây. Thế thì tôi cũng trả lời là cái việc mà bổ sung ban chấp hành đó thì chờ cái động tác, tức là trung ương sẽ xem xét, trong đó có việc là đứng xem lại những ủy viên ban chấp hành đã được bầu nhưng không còn hoạt động thì phải vận động và rút ra,
thì có rút ra thì mới đưa vào. Đấy, thật ra vì theo quy định đó là không được bổ sung quá 1/3. Mà nếu như mình bổ sung như vậy thì có thể phụ huynh đây muốn như vậy thì trước khi bổ sung thì ta thay thế rồi đó. Thay thế xong thì ta bổ sung. Thì tôi sẽ nói thêm với các chị về chi hội đó, thì ở đây thì tôi xin nói rõ để cho nó các chị cũng cho nó rõ cái này. Tức là chi hội là tổ chức cơ sở của Hội Sinh hoạt Việt Nam. Chi hội là một tổ chức cơ sở, ở đây là một tập thể đó, đây là một tập thể. Mỗi cơ sở có từ 5 hội viên trở lên thì được thành lập chi hội. Việc thành lập chi hội do ban chấp hành hội quyết định, tức là do ban chấp hành hội, tức là ở ngoài Hàm Dọn sẽ ký quyết định thì trong văn phòng phía Nam ta không thấy. Chi hội có nhiệm vụ là quản lý hội viên, được tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của hội và tập hợp phản ánh các nguyện vọng kiến nghị của hội viên với lãnh đạo hội. Mỗi chi hội được bầu chi hội trưởng, chi hội phó và một số ủy viên. Nếu chi hội có số hội viên dưới 10 người thì chỉ bầu chi hội trưởng, nhiệm kỳ của chi hội là 5 năm. Chi hội họp 6 tháng một lần, cuối năm báo cáo kết quả hoạt động về văn phòng hội, thực hiện quy chế về tổ chức hoạt động chi hội, quy chế cho ban chấp hành hội quy định. Thì như vậy đó, thì cái chỗ này nó cũng phải nói rõ, đó là chi hội, đó là cái hội viên tập thể, và trong cái chi hội thì sẽ còn là chi hội trưởng và một số thành viên chi hội phó, và trong chi hội thì có các cái hội viên, đây có các hội viên. Thật ra đó là ở đây đó là mình có cái hội viên tập thể thì chính là chi hội, còn có hội viên cá nhân chính là thành viên ở trong cái chi hội đó, và cũng có những người không phải là thành viên chi hội đó nhưng có hoạt động liên quan đến hoạt động xuất bản và hoạt động phát hành thì cũng có thể làm đơn xin gia nhập. Tôi nói ví dụ như là chị Bạch Thu Nguyệt thì chị không phải không trực thuộc cái chi hội nào, vì nó cái hoạt động của chị bây giờ là hoạt động của một cá nhân, của một người đi giảng dạy, thì chị vẫn có thể tham gia vào hội nhưng với tư cách là hội viên cá nhân. Về các cái khoản khác đó các anh chị thì các anh chị tham khảo thêm ở trong cái văn bản này, thì không có thời gian để tôi trình bày hết, để những cái điều mà chính đó, những điều tốt đó, thì tôi đã trình bày cho các anh chị như vậy. Thì như vậy đó, thì các anh chị thấy rằng là cái điều lệ của hội đó thì nó phản ảnh khá là đầy đủ về cái về công chỉ mục đích, về cái nhiệm vụ quyền hạn, rồi vấn đề tổ chức, rồi những cái vấn đề về sửa đổi điều lệ vân vân, thì tôi đã trình bày xong với các anh các chị. Thì tí nữa thì có cái phần nào các chị thấy là mình cần làm rõ hơn thì tôi thì xin hoặc là mình sẽ giải thích thêm, hay hoặc là có những điều nào mà bản thân tôi chưa giải thích được thì tôi sẽ báo cáo về cho cái mưa. Tại vì thực ra thì trong quá trình là thảo luận điều lệ này thì tôi lại không có tham gia, thì lúc đó là chắc có anh Hoàng, anh Đại, anh Hứ, các anh Dương là bạn chấp hành ở đây và anh Hùng, thì có gì các anh Hùng có thể giúp tôi giải thích thêm về các anh trong cái quá trình tham gia cái đại hội trước đây mà, thì các anh có thể có thảo luận nhiều về cái này. Thưa các anh chị, là cách tôi làm luôn một cách luôn là cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản của Việt Nam. Trên tay các chị ở đây có cái bản này gọi là bản dự thảo. Thì ở đây nó có 10 điều. Thì tôi cũng xin đọc luôn để các chị hiểu theo dõi. Là điều thứ nhất đó, là tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về xuất bản. Thứ hai là chấp hành sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của luật pháp. Thứ ba là coi trọng chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, chất lượng khoa học, chất lượng nhiệm vụ trong hoạt động xuất bản. Thứ tư là luôn quan trọng lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân trong hoạt động xuất bản. Thứ năm là thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình trong hoạt động xuất bản. Thứ sáu, trung thực, khách quan, trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp. Thứ bảy là không lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện ý đồ
động cơ cá nhân. Thứ 8 là tôn trọng tác giả tác phẩm, cộng tác viên, công chúng độc giả. Thứ 9 là tôn trọng, đoàn kết, hợp tác và hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, sống lành mạnh, giản dị, trong sáng. Thứ 10 là không ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức. Thì đó là 10 điều mà trong cái dự thảo do văn phòng của Hội và lãnh đạo của Hội ở Trung ương đó đưa vào trong cái dự thảo này. Thì như vậy thì xin các chị góp ý cho là từ cái tên gọi quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản Việt Nam, cái tên gọi như vậy thì các chị thấy nó có cái gì cần góp, thì từ cái tên gọi cho đến 10 cái điều mà gợi ý trong cái dự thảo này. Ở đây thì trước khi các chị vừa góp ý thì tôi xin giới thiệu em không thành viên mới vừa đến với chúng ta, đó là anh Vũ Đình Thanh, giám đốc công ty Gia Vũ. Dạ Gia Vũ. Dạ dạ đúng rồi, tôi thực hiện là biết là Gia Vũ. Thứ hai là Tân Hoài, là phó giám đốc của công ty sách Nhã Nam. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm là anh nhà báo là Tường Văn của báo Sài Gòn Truyền Thông. Dạ, các anh cũng quan tâm đến hoạt động chúng ta. Thì tôi xin đề nghị là các anh chị chúng ta cho ý kiến góp ý cho, thứ nhất là về cái điều lệ các anh chị thấy cần có hỏi thêm cái gì, và cái thứ hai là cái tác phẩm rất nhiều cái trong cái quy tắc đạo đức đó chị, tôi thấy cái điều 1 và điều 2 sao nó giống nhau á, cái đó tôi nghĩ nên cô lại thấy không, với lại cái điều 3, điều 4 á, tôi nghĩ là coi trọng cái lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân trong hoạt động xuất bản á, là nó phải cao hơn cái chuyện mà chất lượng văn hóa, chất lượng khoa học, để mà tùy cái đó nó cái hàm của nó cái hàm giá trị mà, tức là cái đất nước, nhân dân từ hoạt động xuất bản á. Tôi nghĩ cái đó nếu mà xét ở góc độ mà cái hàm giá trị mà, thì tôi nghĩ cái đó nên đưa lên trên, còn cái dưới thì nó có tính học thuật đưa lên dưới, thì cái đó thì tôi nghĩ tại sao thì các chị có biết thêm là một cái ý kiến đó. Dạ, xin mời anh Hà. Dạ, anh Hà là giám đốc của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thì tôi biết là cũng rất hoan nghênh nhà xuất bản khi là được cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thì tôi nghĩ là ở đây cái sự quy tắc đạo đức nghề nghiệp tôi chọn cái là được rồi, tại vì dùng quy tắc mà nó cụ thể, còn nếu chúng ta dùng nguyên tắc thì nó có một cái tao to vô lớn quá mà sau này thay đổi không có, cho nên tôi nghĩ là tôi dùng quy tắc phù hợp. Còn hai cái điều mà anh Hoàng vừa nói đấy thì tôi nhà đã sửa rồi, tôi đã sửa chỉ, thì tôi thấy có lẽ là vì trên bộ xuất bản cẩn thận tư duy cho nhiều đấy, thật ra biết như vậy là dư. Thật ra là cái điều một á thì chỉ cần ghi được là tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản đủ rồi, chứ không có là nói chung rồi là pháp luật được xuất bản nữa, vì cái pháp luật được xuất bản, cái pháp luật nói chung thì nó đều là pháp luật cả. Cho nên chúng ta chỉ cần nói là tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản thì câu sẽ gọn gàng, bất tường quy và nó đủ. Đã biết nhiều hơn ghi là yếu. Cái thứ hai đó là chấp hành sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đủ rồi, đến đây hết rồi, không thêm đi được sau nữa, hoạt động của pháp luật vì đã tuân thủ pháp luật phía trên rồi thì phía dưới không cần phải ghi vào hoạt động trong các khuôn khổ pháp luật nữa, bởi vì thực sự là anh sẽ tôn trọng những pháp luật, tôi nghĩ đương nhiên hoạt động của pháp luật không đi đâu rồi. Nên là tôi nghĩ đây có lẽ là hội người ta tổng hợp vì hoạt động xuất bản phát hành của đương nhiên có một vài cái trường hợp đó cái cảnh ngoài lề cái ghi như thế thôi, thực ra là cái câu số một là nó đã đủ rồi. Cái thứ ba đó là câu thứ ba thì tôi nghĩ rằng là coi trọng chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, thì tôi nghĩ nếu đã chất lượng thì chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, nghiệp vụ trong hoạt động xuất bản, khi nước đang gắn nhắc đi lại thì chất lượng thì xét về mặt thành văn là nó hơi thừa đấy, và điểm thứ hai là còn cái luôn coi trọng lấy đất nước lấy nhân dân, bỏ cái từ trong hoạt động xuất bản đi, cái kia điều 4 đấy, luôn quan trọng đến đất nước lấy nhân dân, bởi vì đây là quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản, cho nên là nó chỉ là xuất bản thôi. Đấy, cho nên chúng ta biết là cho nên luôn quan trọng đến đất nước lấy nhân dân là đúng rồi. Cái này là cái điều chung và tôi cũng công nhận là như anh
cái này là cái quan trọng. Đấy, tức là trên hết. Cho nên nó là trên, chứ không phải phía dưới đâu. Chỉ đây. Còn cái phía dưới tôi thấy là đủ là trên hết, không có gì hết gì. Chỉ nói còn về bản chất sự có ý này không làm thay đổi nội dung, tức là không làm thay đổi nội hàm của các vấn đề ra đưa này, nhưng mà nó cảm ơn anh xin mời các chị khác ý cho anh em thấy cái điều bảy cần phải có ý anh không? Dạ xin mời anh Nam Điền. Tại vì á tự nhiên đó là mình mặc định luôn rằng hiểu để ý đồ cơ cá nhân là nó ở bên phía tiêu cực và ý đồ cơ cá nhân mà đến cái ý đồ mà nó cái nhân tốt thì sao thế nên mình nói không đâu đó là nên chỗ này thì chúng ta sao đó nó ổn thì nó không rõ. Cái thứ hai em muốn nói lại cho anh Hà nói trên đó, thực ra cái điều một á diễn đạt như thế nào thì em chưa tính, nhưng mà em hiểu cái cách của cái người soạn á là họ muốn nói chuyện này là pháp luật cũng gồm có hai mảng, một là những pháp luật nói chung và hai là những cái pháp luật những điều liên quan đến sức khỏe, cho nên anh phải đi cụ thể ra như vậy. Nếu như nói như chỗ anh Hà cũng đúng, đó là đề xuất một hướng vì là tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sức khỏe thôi, nghĩa là mình không nói tới những pháp luật chung nữa. Tại vì một khi ta nói là những pháp luật về sức khỏe thì những cái pháp luật về cái khác là mình không thể gặp nữa. Như vậy thì sợ không đúng ý với người soạn ra cái câu này từ đầu. Thì em hiểu câu này ngay từ đầu là pháp luật chung, pháp luật về giao thông này và pháp luật về sức khỏe này nè. Thì ở đây nếu như mình coi lại là tôi chỉ đề xuất cái nước một nguyên tắc là tôn trọng cái pháp luật về sức khỏe thôi, thế thì hội viên hội sức khỏe mình cũng có bị người ta hiểu là cái anh không có tồn tại mấy pháp luật về các loại lĩnh vực khác sao, anh hiểu đó, nên biết đó, nói về em có bị được thêm gì không có biết được vậy? Anh thấy bây giờ lại nhà báo là chú không nên không phải sửa như vậy, bây giờ các bạn quy pháp luật trong hoạt động xuất bản, chúng tôi không nói là pháp luật về xuất bản, tức là tôi không bỏ cái ý niệm, tức là tôi không nói như là bảo tôi là hoạt động xuất bản thì nó tuân thủ đủ luật pháp chung và hoạt động về xuất bản, tức là tôi sửa cái câu này là tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, chứ tôi không nói là thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về pháp luật chung xuất bản. Nếu như anh Hà đề xuất dùng chữ trong thì nó sanh ra hai chuyện, một là cái câu đó là câu mơ hồ, tôn trọng pháp luật trong hoạt động xuất bản là anh tôn trọng các loại pháp luật trong quá trình anh hoạt động xuất bản, hay là anh tôn trọng pháp luật mà cái nguyên lý điều luật đó nó ở trong lĩnh vực xuất bản thôi. Câu vừa sửa đó lại yếu hơn cũng cứ trao đổi tiếp không cái hay như vậy là rõ ra là muốn chấm trong hoạt động xuất bản thì trong quá trình anh xuất bản thì anh phải tuân thủ mọi thứ, nhưng mà mình nên nói rõ. Còn nếu mà nói về xuất bản thì nó chỉ có liên quan của mình là những nguyên tắc thì em đề xuất là mình cứ tiến đạt cho nó rõ là mà ở đây mình có thì người mà mình cứ nói đấy. Chứ còn khi mình nói là tôn trọng những quy định xuất bản trong hoạt động xuất bản, cái câu đó nó sẽ sanh ra hai nghĩa thì em vừa phân tích. Có những cái điều luật nó nằm trong lĩnh vực xuất bản và cái ông đó trong quá trình hoạt động xuất bản thì có tuân thủ các loại điều luật nó không nói. Ở đây thì mình nên chú ý cái chỗ là quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản Việt Nam. Thành ra như vậy là bản thân cái tên á, nó đã có khung vấn đề lại rồi đấy. Đó, cũng giống như là hồi đó là tôi ở bên báo Tuổi Trẻ ha, mình báo Tuổi Trẻ thì có quy ước đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Chứ còn nếu mà mình không khung lại như vậy đó thì còn những vấn đề khác là anh là công dân, anh cái đó thì cái chuyện đó là chuyện chung rồi, chứ mình không đưa vô đây. Và đây cũng là người đương hoạt động trong lĩnh vực xuất bản thì phải có những cái quy ước đạo đức liên quan đến cái quá trình hoạt động đó không? Thì tôi nghĩ rằng là về xuất bản hay trong xuất bản mà mình không nói cái chung nó cũng có cái lý của nó cũng vậy. Đấy, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà em thấy cái câu một đầu đó thật ra không có sao, không sai. Nó chỉ tạo một cái cảm giác mà cần nói tất cả toàn thai như vậy thôi.
nó không sai mà nó cẩn thận. Càng nghĩ người rõ là câu này họ cẩn thận. Ví dụ như mình nói âm tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí làm xuất bản này, thì bên cạnh đó ông cũng phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc đạo đức cơ bản. Sao có cái câu này nó vậy đó, cái câu là nó được soạn ra trên tinh thần đó, tức là ông này ông tuân thủ pháp luật nói chung rồi và ông còn tuân thủ các pháp luật của xuất bản nữa, thì ông mới là hội viên của ông, đó là giữ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của xuất bản được. Thì tôi nghĩ có cái tôi nghĩ là bây giờ thì tôi vẫn tôn trọng hai ý kiến, tại vì thực ra mình ở đây là mình góp mà góp ý rồi ở trên mới quyết, chứ còn ở đây mình không phải là người quyết để rồi mình chọn cái này mình bỏ cái kia. Thành ra thì như anh Hà thì góp ý đó là tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản đó, nên trong hoạt động xuất bản thì đó là cái mình trong biên bản ghi đó là ý kiến của anh Hà trong nhà xuất bản giáo dục, còn à, xuất bản nhà xuất bản đại học, còn chỗ Lam Điền thì muốn bên cạnh cái trong hoạt động xuất bản thì có vẫn giữ cái ý của ban soạn thảo, tức là cái pháp luật chung và cái pháp luật trong xuất bản. Tôi thấy cái vấn đề là không rất quá rõ cho thì đầu tiên anh là một người mà hoặc là anh phải chấp hành luật pháp trước này, sau đó là một cái phần nghề nghiệp một cái cuộc sống là gì cũng tính rằng thì con phải hoàn chỉnh quá rồi rồi anh phải lại nó thêm quá là nó thêm là nó có nguyên tắc này nè, nó có nguyên tắc này là tại sao người ta đề ra cái pháp luật nói chung, tức vì quy tắc để mình nói mình tôn trọng một cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp a nào đó phải trên cái nền là anh phải tôn trọng đạo đức chung và pháp luật chung, cho nên cái người mà phải tôn trọng pháp luật nói chung cũng xứng đáng để tôn trọng tiếp một cái pháp luật nghề nghiệp nữa. Thì trên cái nền đó người ta đã chọn ra là hai mái gì đấy, em nghĩ là cũng vừa đủ, không vừa lắm, không vừa. Vâng, tôi đề nghị như thế này thì qua hai ý kiến của hai anh Thảo với anh Điền thì cái câu này theo tôi cũng là có hoàn chỉnh rồi, không nên đề nghị sửa. Tại vì chấp hành pháp luật chung là điều đúng đắn, không nghĩ ai thì sau đó nghề nghiệp gì đó mới tính sao. Thì là hai ý nó rõ ràng quá. Vâng, thì cái chỗ này thì tôi nghĩ là bài đó tôi vẫn tôn trọng hai ý kiến, vì đây mình góp ý để mình đưa lên trên để mà đặt lên xem xét nè. Thì tôi vẫn ghi trong biên bản có hai ý, một ý đó là chỗ anh Lâm Điền và chỗ Thành là vẫn giữ nguyên cái câu thứ nhất, còn ý của anh Hà thì có một số ý chung thì tôi sẽ ghi đầy đủ cái ý của anh Hà để cho mình nó tôn trọng cái dân chủ trong cái thảo luận. Ở đây là thảo luận góp ý chứ không phải là thảo luận để mà gọi là triển khai học tập cả đã thành viên ban hành. Thì anh Hà và anh Lâm Điền ý gì tôi thấy sự đồng ý của các anh đó, nhưng mà có điều một và điều hai ta gồm thành một đi và ta sửa lại cho điều bốn câu và điều ba với điều bốn ta cũng còn một cả những điều kia thì chẳng có gì. Ở điều bảy của anh Lâm Điền nói thì tôi đồng ý với anh Lâm Điền, chúng ta có thể sửa là không lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện ý đồ động cơ cá nhân không thành mạng. Ví dụ như là điều nói chung, anh là điều nói nãy là chúng ta phải chung cho cái cá nhân nó để cái đồ người ta tốt xấu như thế nào, thì chỉ hoàn cho nên chú ý thêm từ đó vô thì chúng ta vô điều tám điều chín ở cái này là như vậy. Thì ý của anh Hòa đó, cái điều ba và điều bốn thì gom lại phải không anh? Vâng. Tức là nếu gom lại thì sẽ là như thế này là, và anh cũng đồng ý với tôi là anh cũng đồng ý là đưa cái điều bốn lên trên, tức là luôn coi trọng lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân, coi trọng chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, nghiệp vụ trong hoạt động xuất bản. Để mà ta không biết vậy. Và ta cũng nên bỏ cái chữ chất lượng đó thì như vậy. Tôi quý giáo sư này là hồi nãy anh Lâm Điền có nói điều 7 là không lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện ý đồ động cơ cá nhân. Lâm Điền cho là không rõ, nhưng theo tôi thì cứ giữ ý đồ đây á, và chữ ý định hai chữ đó nghĩa hoàn toàn khác nhau, ý đồ luôn luôn là nghĩa xấu và ý định mới là nghĩa xấu. Thành nữa là đây cũng rõ chứ không có gì không rõ cả. Ý đồ tất nhiên là thực hiện cái việc đó là xấu, bởi vì thường là trong ngôn ngữ thì người Việt phải dùng ý đồ để gì là phải đồng nói là người đó có ý đồ, đó là một thứ bảy. Và cái đề một quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản Việt Nam và chúng ta đã bị lặp lại ở điều 10
cái đề tự an và cái điều 10 nó sẽ lặp lại ở cái phẩm chất đạo đức. Theo tôi thì ở đây đó là để quy tắc hoạt động trong nghề nghiệp xuất bản hiện nay. Tôi không nên để nhắc lại chữ đạo đức nữa, bởi vì á thường thường ở ngoài người ta hay nói đùa là cái gì thiếu thì hay nói nhiều là vậy. Thế là đồng quốc để là quy tắc hoạt động nghề nghiệp xuất bản hiện nay. Bây giờ dưới điều 10 nó có là bảo vệ phẩm chất đạo đức rồi. À, tôi chỉ muốn lấy hai điều. Em nói lại là vì có thể mọi người không hình dung ra chữ ý đồ nó trung tính, có thể một số người dùng nó để chỉ những trường hợp thiên về âm tính, nhưng phải em không có ủng hộ cái cách mà xếp nó về phía âm tính như là thân ý đồ khác ý định chỗ nào, ý đồ khác ý định không phải ý đồ âm tính là ý định, mà ý đồ là cái ý đó nó gắn với cái kế hoạch cụ thể để thực hiện, còn cái ý định là cái ý trước nó chưa gắn với cái kế hoạch cụ thể mới là ý định. Ý đồ khác ý định ở cái chỗ nội hàm đó, chứ không phải ý đồ khác ý định ở cái biên độ là âm tính hay âm tính đâu. Này, cho nên là cái ý đồ ý định nó có khác nhau thiệt, nhưng nó không khác như em biết là nó không khác như thế đó. Nó khác cái chuyện đó nha. Ví dụ như tôi có ý đồ tán cái con gái của anh thằng thì tôi phải có kế hoạch làm, có kế hoạch làm vậy là xấu rồi. Nếu mà tôi không có kế hoạch thì không có kế hoạch là cái gì là ý đồ của tôi là nó không thể xem là đó là ý đồ đó này là nó thiên hợp tính từ phía nhân của phía tôi là tôi thấy không phải đó là điều này là quy bộ định nghĩa thì hai cái đó nó ý đồ và ý định nó đều có xung tính cả, nhưng khi mà trong cú pháp trong dùng câu là người ta luôn luôn né cái ý đồ. Ví dụ như tôi ý đồ mà tán em gái của anh cứ là rõ ràng là cái xấu chứ không thể tốt. Xấu mà không thể tốt được cái đó. Nhưng mà theo em thì đây là cái sân bản nó tính chất quy tắc nha, nên mình là để những cái từ mà nó có thể gây hiểu nhầm nghĩa thì có lẽ không thế là thêm nếu mà mình đã nói là xấu rồi thì mình chơi chữ xấu rồi, thì nó rõ. Bây giờ ngồi người ngồi suy luận chữ xấu thì nó tốt thì khó. Rõ cái ý đồ, cái trong lượng mà ý đồ ý định á thì em ý kiến đó là mà em đi học thì tại vì em cũng học hai đứa bạn của em cũng không học thì thầy Đức Dân hay là thầy dạy ngôn ngữ của em á đã nói và đã giải thích là thường là dùng ý đồ khi mà hàm ý xấu, cái đó là phải học cái chương trình. Cho nên á thì nghĩ là hồi xưa thầy Dân có dạy cho em là ý đồ là chỉ dùng cho mục đích xấu. Không biết là nhiều sách tôi là bị đọc thì sợ chưa được đọc, nhưng hồi chỉ học thì nếu như một cái văn bản mà mang tính chất quy tắc ấy, tôi đồng ý với anh em khách ông Trường Vân đó là một cái văn bản khi ban hành có nghĩa là mọi người đều hiểu như nhau, chứ mình cũng phải tranh luận và mình phải giảng giải cái kia thì mình sẽ làm rối loạn cho các bạn rồi đấy. Thành ra tôi nghĩ rằng là theo quan điểm cá nhân của tôi là như vậy, nhưng mà ở đây mình cũng cứ đưa lên cái Vũ Đình Hòa anh nói rằng bây giờ đề tài động cơ cá nhân không lành mạnh thì như vậy thì cũng là một cái cách diễn đạt và nó rõ cái văn bản này. Khi mà nói thêm cái gì không lành mạnh nữa thì không ai sẽ luận bàn ý đồ sao, ý định sao câu này vẫn cần phải sửa cũng được, tại vì nó chỉ lợi dụng thì không lợi dụng nghề nghiệp mà. Thì cái chuyện đó thể hiện những ý đồ nữa không cần hoặc là động cơ cá nhân. Tất nhiên là cái động cơ cá nhân đây thì nếu anh dùng chỉ lợi dụng là động cơ cá nhân không tốt. Vâng, người ta đã cáo chắc những người soạn này cũng có nghĩ ra họ hiểu được thôi, rồi lợi dụng cho này rồi. Vì cái lợi dụng ra tất nhiên là tất cả những sau đây đều xấu. Chúng tôi sẽ phản ảnh đầy đủ cái ý kiến này để luận cả lên. Dạ, trên đó sẽ cái bộ phận nội dung nào. Các anh chị có ý kiến gì thêm nữa không ạ? Và xin mời Đinh Văn Trung. Dạ vâng, em xin có một ý kiến nhỏ, tức là cái bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp để đề ra 10 điều này hơi sáng. Tại vì chúng ta cứ nhớ lại đi, Bác Hồ dạy công an nhân dân là 6 điều, dạy thiếu nhi có 5 điều thôi, gọn lại người ta sẽ nhớ. Thế thì bây giờ mình những cái này mình gộp lại, ví dụ như tôn trọng tác giả tác phẩm cộng tác viên này,
với cả đoàn kết hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, những cái điều đấy mình một lại là một. Đề cao cái tính tôn trọng, còn tôn trọng cái gì thì nó nằm đằng sau. Hay mình đề cao cái tính tuân thủ pháp luật thì gồm hết là tuân thủ pháp luật rồi dưới sự lãnh đạo của đảng, tất cả những cái gì đấy nó nằm sau. Mình đề ra những cái chủ đề chính, xong rồi diễn giải cái chủ đề đấy ra ngắn gọn dễ hiểu, người ta dễ hiểu còn hơn là thêm 10 cái điều này. Người ta đọc sơ sơ cái rồi người ta quên. Như vậy nhìn theo ý của Trung đó là chúng ta có thể ôn lại chuyện cái số 1 và số 2 là thành 1, tức là cái phần mà chấp hành tôn trọng các cái quy định vĩ mô đó của pháp luật nhà nước, của sự lãnh đạo của đảng, đó là một. Cái thứ hai là cái chỗ mà quan trọng thì như vậy là cái lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân, rồi chất lượng chính trị, khoa học gì đó là như vậy là từ 4 vấn đề chúng ta còn 2 vấn đề thôi. Còn ở dưới này nữa tôi nghĩ là cũng có thể nghiên cứu là cũng nên gồm lại, nếu như những cái nội dung đó cùng một nhóm vấn đề, cùng một nhóm vấn đề thì ta cũng nên gồm lại. Em thấy á, đúng rồi, em nghĩ rằng là nên ngắn lại cũng như ý của Trung vậy đó. Thì em thấy vậy, cái này là quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tức là chúng ta quy định những cái gì mà luật pháp nó mình có thể mình quy định theo luật pháp thì đó thôi, nhưng mà đây là quy tắc để mình tự quy định với nhau về cái đạo đức của trong cái hội thôi. Còn những cái mà không bị luật pháp nó đề buộc nhiều hơn thì em nghĩ là trong cái tinh thần nếu mà như vậy đó, thì chúng ta nên gom cái điều 1, điều 2 và điều 5 nữa. Và điều 5 là cũng là điều là trong cái quy định nguyên tắc quy trình của hoạt động xuất bản á, thì thật sự ra điều 5 nó lẻ loi vậy đó, thì lúc mình cũng không hiểu là cái nguyên tắc quy trình này nó theo cái luật gì nữa, theo cái quy định nào nữa. Tại vì cũng có thể mình cũng phải nghĩ rằng là mỗi một đơn vị nó có một cái quy trình mà sợ khác nhau thì sao mình thi hành được, mà này nó theo cái gì. Thì mình nghĩ thì đúng là nó theo những cái quy định của luật xuất bản, không? Bây giờ mình gom cái điều 1, điều 2, điều 5 nó nghĩ là gom lại một điều, là coi như là có thể gom lại một cái điều về mặt luật pháp. Còn không á thì mình chia nó là 2 điều, một điều nói về luật pháp chung chung và một điều nói về các quy định của luật xuất bản. Là mình có 2 điều đó thì anh nghĩ là quá vậy. Điều 3, điều 4 thì anh nghĩ gom lại một điều, là thành ra là nếu vậy thì có 2 điều thôi. Cái câu số 7 đó em cũng đồng ý với lại chỗ anh làm điền, chỗ làm điền là chúng ta không nên đánh đố mọi người. Tại vì mình về chứ mình làm sách mà mình có đầy đủ cái văn vẻ rồi mình cứ đánh đố ai người ta cũng nghĩ khi cứ đọc là mình cứ đúng, nếu mày là đúng theo từ ngữ một ngữ pháp hoặc là cái gì đó mình có thể xem luôn đó câu này đúng, nhưng mà khi mình đưa cái này ra cho một cái hội mình là hội gọi là đại trà mà cũng thì mình cũng không nên đánh đố mọi người như vậy. Người ta cũng sẽ nói là cái này nếu mà động cơ cá nhân tốt thì sao, cái đời tôi tốt thì sao, phải không? Thì nghĩ là chúng ta về thêm một hai chữ thôi thì chúng ta làm rõ ra cái câu này rồi, chúng ta khỏi phải tranh cãi thêm chi nữa, phải không? Nếu chúng ta tiết kiệm như một hay không, một hai chữ để cho nó rõ ra đó. Hai cái điều 8 và điều 9 em cũng nghĩ là chúng ta nên gom lại thành một điều thôi đó. Thì vậy thì em nghĩ là cái này chúng ta phải 5-6 điều là được. Dạ, xin mời Dạ. Thưa Lê Hoàng và thưa các chị, tôi xin được phép phát biểu 7 ý kiến. Một là vì sao mà phải có cái bộ quy tắc đạo đức. Cái điều thứ hai là cái bộ quy tắc đạo đức thì nó phải nói cái gì. Và cái điều thứ ba là cái bộ này nó phải thiết thực. Dạ. Thì ý kiến thứ nhất là vì sao chúng ta phải có cái bộ quy tắc đạo đức. Dĩ nhiên là chúng ta hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và mọi thứ đã được pháp luật quy định. Hiện nay chúng ta hoạt động trong khuôn khổ của luật xuất bản. Dĩ nhiên là còn có dính tới chúng ta có thể có luật quảng cáo và nhiều thứ luật khác nữa. Dạ. Nhưng mà bên cạnh hệ thống pháp luật, vì sao phải có bộ quy tắc đạo đức? Vì sao mà ngành y người ta phải có cái y đức? Dạ. Vì sao mà nhà báo là phải có thêm một cái bộ quy tắc đạo đức? Thì về phía cá nhân thì tôi ủng hộ là cần phải có một cái bộ quy tắc đạo đức. Cái bộ quy tắc này dĩ nhiên nó sẽ không thay thế cho pháp luật, nhưng nó sẽ điều chỉnh với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp. Vậy thì để thực hiện được bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nó đòi hỏi 2 điều. Chúng ta phải có một bộ quy tắc cụ thể và một sự thực thi bằng sức mạnh của hội cụ thể.
Bởi vì nếu như hội không thực thi được điều đó thì bộ quy tắc này chúng ta chỉ để là căn cứ thôi. Tôi còn nhớ Chúa Giải Phóng mà người ta có cái gọi là y sĩ đoàn. Y sĩ đoàn độc lập với lại các cơ quan pháp luật. Nhưng mà khi mà một bác sĩ có xảy ra một vấn đề bị đứt thì y sĩ đoàn đó sẽ bao gồm những chuyên gia giỏi về nghề và có đạo đức. Họ sẽ kết luận. Và kết luận đó nó liên quan đến cái tư cách của người bác sĩ đó. Và vì nó liên quan đến tư cách người bác sĩ đó cho nên hầu hết các bác sĩ đó trong thực tế người ta sẽ cố gắng tôn trọng cái bộ quy tắc luật này. Vậy thì tiền đề của bộ quy tắc này là hai điều: một, bộ quy tắc đạo đức cụ thể thiết thực, và kèm theo đó là sức mạnh của hội. Dĩ nhiên hội chúng ta sẽ không có bắt, sẽ không có truy tố đương nhiên, nhưng mà liệu hội có đủ sức mạnh để đưa ra những quyết định ví dụ như tẩy chay một hành vi nào không, ví dụ như lên tiếng với công luận về một hành vi nào không, thì cái phần riêng của hội đó tôi rất mong là ban lãnh đạo của hội và thường vụ của hội xuất bản Việt Nam phải nghiên cứu điều này. Bởi vì nếu như hội với các một tổ chức nghề nghiệp mà không thực hiện được những cái điều chỉnh đối với hội viên thì bộ quy tắc này theo tôi chỉ là để căn cứ thôi. Điều thứ hai là thường cái bộ quy tắc về đạo đức nó sẽ làm rõ những việc mà chúng ta khuyến khích và những việc trong thực tế những người làm nghề sẽ chống không phải bằng cái chuyện pháp luật, vì đó là chuyện pháp luật, mà chống là bằng hành vi tập thể và bằng cái thái độ của cái cộng đồng làm nghề đó. Và như vậy là nó phải cụ thể. Cái bộ quy tắc đạo đức của nghề báo đó, người ta sẽ trình bày nhiều điều rất cụ thể. Ví dụ như là anh có nhận tài trợ để đi một chuyến du lịch không? Và người ta sẽ bàn những chuyện tương đối cụ thể. Chứ không nói những chuyện chung chung như chúng ta đây. Tôi thấy quá chung. Và nếu như quá chung thế này thì chúng ta sẽ sa vào tranh cãi là ý đồ hay ý định, rồi thế nào giản dị và trong sáng, và điều đó thì nó không có giá trị thực tế. Khi mà chúng tôi đón Thomas Friedman thì ông đó là người của tạp chí New York Times, thì qua đây ông ấy không nhận bất kỳ một cái đồng tiền nào của bất kỳ một cái tổ chức nào cho những bài nói chuyện của ông, vì ông đã được đi bằng tiền của New York Times. Mà theo cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp thì cái ông nhà báo mà lãnh tiền cho của một cái người khác thì có thể cái điều ông nói trên báo không đáng tin cậy. Cho nên tôi hiểu là nó phải rất cụ thể. Và nó cụ thể theo cái hướng là nó sẽ đề xuất để nó chi phối hành vi của chúng ta trong hoạt động nghề nghiệp đối với các mối quan hệ. Ví dụ giữa những người làm xuất bản đối với tác giả, chúng ta có nên ăn gian tác giả cái số lượng phát hành không? Cái đó theo tôi là mình phải nói. Tức là cái mối quan hệ chúng ta giữa những người làm xuất bản với tác giả, với dịch giả, với vấn đề sở hữu trí tuệ, chúng ta có luật không? Có. Thì phải nói rõ chứ. Bởi vì khi nói rõ đó thì chúng ta sẽ hành xử trong hoạt động. Rồi thái độ hành vi chúng ta đối với người đọc, rồi quan hệ của chúng ta đối với luật pháp, với các cơ quan nhà nước, với đảng vân, rồi quan hệ của chúng ta những nhà xuất bản với những người cùng là phát hành, thì những mối quan hệ đó cần phải được làm rõ theo cái hướng là những điều chúng ta khuyến khích, chúng ta ủng hộ, chúng ta đề nghị, và những điều bản thân những người làm nghề là chúng ta bày tỏ thái độ không.
tức là nó gồm những nhóm là nó làm và những điều mà chúng ta thấy là không được làm. Thì như vậy tôi hình dung cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp nó mới có giá trị. Cái điều thứ ba là nó phải khả thi. Việt Nam chúng ta là cái nước mà hình như là hiếm có trên thế giới có luật thanh niên. Dạ. Nhưng luật thanh niên này không để làm gì hết. Dạ. Bởi vì nó sẽ có những điều mà không có thực hiện được. Dạ. Vì vậy tôi xin đề xuất là cái bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội chúng ta hãy nên bỏ những lời kêu gọi. Ví dụ như là tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, hết lòng giúp đỡ, đồng chí đồng nghiệp, sống lành mạnh, giản dị trong sáng. Cái những lời kêu gọi này thì nó quá chung, nó không có ý nghĩa để giúp chúng ta cùng điều chỉnh hành vi của hội viên thông qua việc các một, kể cả cái điều 10 là không ngừng học tập nâng cao trình độ phát triển nhận thức chuyên môn. Và nếu nói như này chúng ta còn vô số những lời kêu gọi này. Dạ. Cho nên theo nhận thức của tôi, vấn đề không phải là dài ngay, mà cái bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp nó phải là một cơ sở, nó giống như một cơ sở nhận thức để toàn bộ hội viên chúng ta thực thi nó, nhưng mà đồng thời là với cái sức mạnh thực sự của tổ chức hội. Hay nói cách khác là trong cái hoạt động của hội nó phải có một cái chuyện rất cụ thể là gì? Cần hội cần phải tham gia vào chuyện thực hiện bộ quy tắc đạo đức này. Dạ. Và do vậy cái bộ quy tắc này nó phải cụ thể, nó tham gia vào việc chi phối quan hệ của những người làm xuất bản, những người làm phát hành đối với các quan hệ với tác giả, với người đọc, với cơ quan nhà nước và với nhau, và nó phải khả thi, nó phải thiết thực, để nghĩa là nó có thể thực hiện được, nó rất cụ thể để có thể thực hiện được, nó chi phối hành vi của chúng ta. Dạ, thưa báo cáo hết. Dạ, cảm ơn anh Truyền. Dạ. Theo như ý của anh Truyền đó thì tôi cũng hiểu là như thế này, tức là chúng tôi là những người anh Truyền và tôi là những người đã hoạt động trong cái lĩnh vực báo chí trước này, thì phải nói rằng cái quy ước đạo đức hành nghề của những người làm báo nó là những cái quy định rất cụ thể đấy, và khi thực hiện thì nó có tính khả thi và có thể chế tài được. Ví dụ như cái quy ước đạo đức của một cái tờ báo nói rõ là người phóng viên không được nhận tiền của khi viết bài, nói rõ vậy. Hay là như quy ước đạo đức của Báo Tuổi Trẻ là người phóng viên không được đi lấy quảng cáo cho tờ báo, vì tất cả những cái việc đó nó sẽ dẫn đến cái sự xâm phạm cái đạo đức. Thì cái chỗ này nếu như với cái tinh thần như vậy thì chắc là chúng ta cũng không thể thay cái ban soạn thảo này để mà chúng ta biết thay, nghĩa là mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ý kiến để phản ảnh về cho cái ban soạn thảo này, để ban soạn thảo chú ý nếu như muốn cái quy ước và quy tắc đạo đức này nó cụ thể, nó có tính khả thi và nó từ đó nó dẫn đến cái chỗ là có thể chế tài được đối với những người mà vi phạm cái quy ước đạo đức này, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cách soạn mới. Chứ còn thành ra chỗ này thì hôm nay chúng ta là để góp ý cho cái bản này, thành ra là chúng tôi nghĩ rằng xin truyền tải cái ý của anh Truyền đến cái, vì cái này nó hoàn toàn nó sẽ là cái, nó với cái tư duy là chung thì nó khác, còn cái tư duy là một bộ thực tế và chế tài thì nó lại là khác. Thành ra thì tôi nghĩ là cái chỗ này là rất là nó lắng nghe ý kiến của anh Truyền và chúng tôi cũng sẽ để biến thế nó để xin mời anh đi. Em nói thêm, hôm nay cái ý của anh Truyền nói á là nó hay, nó rất cần thiết, và cái cách mà anh Hoàng nói á thì em nghĩ là nên làm gì
tức là mình bàn trên cơ sở là cái này là ở trên tên soạn rồi, và mình nhìn cái này thì mình hiểu là nó là một cái giống như cái quy ước chung á, những quy định chung để bảo đảm cái gọi là đạo đức nghề nghiệp xuất bản thôi. Còn cái phần mà quyền nói nó rất cần thiết mà chưa thấy đề cập đó thì nó là cái bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, trong hoạt động xuất bản. Cái bộ quy tắc ứng xử đó nó khác với những cái điều khoản quy định chung. Cái này nó giống như cái 10 điều này là những cái điều khoản quy định chung thôi, còn cái bộ kia của anh quyền nói là bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động xuất bản thì như anh quyền nói nó cần phải cụ thể, nó cần phải quy động sức mạnh của hội để thực hiện. Và một khi đã cùng thỏa ước lập nên bộ quy tắc ứng xử đó rồi thì trong hoạt động của mình là phải theo, vì nó có tính chất chế tài giống như anh Hoàng nói, và cái đó nó sẽ là một cái ý tưởng mới mà em nghĩ là nên ghi thành một cái đề xuất riêng, là ngoài cái khung chung này, những cái quy tắc chung về đạo đức nghề nghiệp này thì hội có nên ra cần soạn ra một cái bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động xuất bản. Thì lúc đó mình sẽ ngồi mình làm tiếp cận cái cấp khác hoàn toàn, khác hoàn toàn với cái bản này mà y như là anh Việt nói. Thì mình là, đó là một công việc mới cần mình nên đề xuất lên để tức là một bộ khác chứ không phải cái này. Cái trong cái báo chí đó thì cái mà điều nhân truyền vừa nói là đó là cái mình gọi là quy tắc đạo đức hay là bộ quy ước ứng xử đó thì nó cũng từng đơn vị từng tờ báo đấy, còn ở đây nó là của hội mà thì tôi nghĩ là nó cũng có những cái điểm khác nhau nhất định. Thế thì vì thời gian hôm nay chúng ta chắc là cũng là vấn đề sới lên để rồi là để coi thử chúng ta tất cả những điều này chúng ta chuyển lên trên, rồi ở trên có thể có những cái hướng dẫn mới hay là có một cái sẽ lắng nghe chúng ta rồi có thể chuyển xuống cho chúng ta cái gì nữa không đó, thì chúng tôi nghĩ là cũng sẽ làm thêm. Chứ vì bây giờ đó là chúng ta cũng không biết là chúng ta bàn tới nữa đội trên nó hồi không, cái này chúng tôi chỉ muốn có mấy điều là thôi, thì nó cũng khó cho cái chúng ta về đây, chúng ta cũng là cái nhánh thôi mà. Thì nhưng mà tôi nghĩ là thưa tất cả các chị, thưa các bạn, là hôm nay đó thì nếu như với cái mức độ như là 10 điều này thì chúng ta cũng đã góp ý là cũng khá sáng đấy, cho cái việc làm cho cái chuẩn cho cái 10 điều mà chúng ta làm góp hôm nay. Còn cái phần là như anh Truyền nói đó thì chúng tôi cũng sẽ chuyển tải lên và đề nghị là chúng ta là ở trên nghiên cứu, ở trên nghiên cứu. Và luôn rất là vui và rất là mừng đó là đúng là cái hoạt động là cái bản quy ước này được trao đổi bởi những nhà ngôn ngữ nào xuất sắc, thành ra không chỉ là ý tưởng sâu xa mà từ ngữ chuẩn xác nữa, thành ra tôi nghĩ là trí tuệ đó, tôi thấy rất là trí tuệ cho cái phần mà góp ý này. Thì tôi thường xin nói theo với anh Hoàng, cho dù chúng ta có đưa ra bộ quy tắc ở mức chung thì nó phải có sự định hướng cụ thể, chứ nếu không á thì chúng ta cũng chỉ là để chơi chữ nha thôi. Thì điều đó nó không có giá trị thực tế. Cho dù mà khi mà thật ra trên thế giới nó cũng có, ngoài những bộ quy ước đạo đức của từng tờ báo thì nó có vẫn có cái khung chung trong các điều của nhà báo, ví dụ như là nhà báo với nguồn tin, nhà báo với lại vấn đề là tiền bạc, thì nó có đều có những cái khung định hướng. Thành ra ví dụ như bây giờ chúng ta làm xuất bản thì việc chúng ta tôn trọng sở hữu trí tuệ là như thế nào thì cái đó nó phải làm rõ ra, mặc dù có thể là nó không quá chi tiết nhưng nó phải có cái khung cụ thể và thiết thực, chứ nếu không thì mình lại sợ là nó sẽ đầy ắp những lời kêu gọi, nó đầy ắp những cái khẩu hiệu mà chúng ta đương nhiên là sẽ thực hiện mãi thôi, mà điều đó nó không có giá trị thiết thực đối với hoạt động của mình. Chắc là chúng ta qua được cái phần này ha các chị. Qua được. Về phần điều lệ thì các bạn có hỏi gì theo điều lệ? Thưa, cái này đã ban hành không? Cái nào? Điều lệ đã ban hành rồi. Bây giờ chỉ có giải đáp thắc mắc thôi. Rồi đó. Còn cái đầu còn quay kiến. Còn cái đầu còn được rồi. Hỏi câu thì đổ được. Các bạn ban hành rồi. Ban hành bởi bộ nội vụ. Dạ. Nó có cái văn bản ban hành bởi bộ nội vụ. Dạ.
và tôi khác ý anh truyền một sự ở chỗ này anh truyền dạ cần thiết hoặc không cần thiết bởi vì anh đã là một đêm của cái bộ xuất bản này thì ở đây tôn trọng các điều này chúng ta có điều này thì đã quy định và các tiêu chuẩn tiêu chí của hội viên hay là hội viên đó là cái pháp nhân hoặc là một cái kỹ năng rồi thế là đưa bộ quy tắc này và bàn này như vừa rồi tôi còn ta bàn này thì có lẽ nó sẽ là đầu vậy nhưng mà khi bàn rồi thì anh truyền đi mà nói nó có khả thi không trong điều lệ thì không quy định là anh có thực hiện không không nên điều này đây chỉ có năm cái nghĩa vụ hội viên nên có năm điều thôi nhưng bây giờ bàn thì nó ban hành cái quy tắc này thì hội ban hành chứ không phải là pháp lý nhà nước nhưng mà trong hội ban hành thì này không quy định trong cái việc là hội phải chấp hành hội viên phải chấp hành trong cái điều lệ thì tôi nghĩ sẽ cái cũng cân nhắc thêm rồi quan điểm của tôi đấy không cần ý đó mà không cần không cần thiết dạ. Nhưng nếu đã có đấy thì phải có cái như anh nói phải thực hiện cái cách thức tổ chức thực hiện như thế này điều này ấy, thì không chế tài bắt buộc anh phải thực hiện cái này dạ. Thì như vậy anh ban hành cái này đây không ban hành thêm thì chỉ lấy cho anh theo tôi chứ chỉ có cái chỗ bất thêm gì à tôi xin lỗi mà tôi có cái điều kể cả cái điều quy tắc có anh trong cái điều chính của cái điều mười đây này anh có anh đây là điều 10 đấy. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động xã hội. Đấy là xây dựng thôi. Thế nhưng bây giờ ban hành là xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động. Đấy anh nói xây dựng và ban hành. Thế nhưng bây giờ xây dựng ban hành rồi thì chính nghĩa của hội viên chính thức có chấp hành không? Là đấy có. Rồi trong này là gì? Đúng rồi. 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 Đó, cho nên là còn ban hành thì ban hành như này phải có cái chế tài như này ban hành nói đấy, ông chưa nói đấy, chứ ban hành như này làm được ngày thì hơi dở, tôi xin được góp ý nhé. Có mình cũng hay đứng ngoài đây nhá, đứng ngoài đây. Nếu mà kèm theo đó thì cái điều 10 nhá, điều 10 đây là nghĩa vụ của hội viên chính thức nè, chắc là điều này nghị quyết của hội nè, đúng không? Thì bây giờ nếu như cái quy tắc đạo đức này được ban hành bởi một cái nghị quyết của ông chủ tịch ký, tức là ngày hôm nay ngày mấy tháng mấy là hội xuất bản Việt Nam ra nghị quyết ban hành cái quy tắc đạo đức này thì nó lại là vô cái gì mà nghĩa của hội viên tại đang liên tục là sẽ có là một cái như vậy không? Dạ, ta thông qua cái này các anh chị chỉ có cái điều liên quan đến cái điều lệ đó thì báo cáo với các anh chị như này tức là sau khi các anh chị nắm được cái điều lệ và chúng tôi có gửi đến cho các anh chị về cái đơn xin gia nhập hội viên tập thể hội viên cá nhân đó thì các anh chị thấy chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin tại vì chúng ta có một cái điều thực tế thế này là trong thời gian vừa qua là do cái cách mà chúng ta tuyên truyền vận động để trở thành hội viên tập thể hội viên cá nhân đó là chỉ có cái việc là phát cho tay cái phiếu ký cái rồi gửi về rồi cái người mà viết cái phiếu đó gửi về cũng biết là mình đã xin chưa rồi là cái cơ quan mà ban hành cái quyết định là công nhận hội viên đó thì bây giờ nhìn cái danh sách đó mà thì nó nói của cái này tôi vô hội nào mà có cái danh sách hội viên đây vừa rồi nó có thực tế ở dưới Cần Thơ là nó vậy thành ra đó là chúng tôi sẽ ra lại cái danh sách và sau này thì chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đơn vị để mà cái việc để trở thành hội viên của hội Việt Nam phải nghiêm túc. Đấy, ví dụ như đơn vị nào mà đã là hội viên rồi thì chỉ nhắc lại thôi. Và đơn vị nào chưa là hội viên thì mới chính thức làm đơn để xin gia nhập vào hội và sau đó sẽ có quyết định công nhận là hội viên tập thể hay là cá nhân thì nó là hội viên cá nhân. Thì cái đó thì thêm bước nữa chúng tôi sẽ làm việc văn phòng hội, đây sẽ làm việc thêm.